Vân. Mình nói chuyện một chút được không? Tớ không còn gì muốn nói cả. Nhưng mà tớ còn. Dành cho tớ một chút thôi. Cậu không thích đôi giày tớ tặng à? Cậu biết mà. Bây giờ tớ không thể dùng nó. Nên là hôm nay lúc thấy một em bé lang thang trên đường, tớ tặng cho em ấy rồi. Cậu không thể giữ nó như là một kỷ niệm hay sao? Không, vì mỗi lần thấy nó, tớ sẽ lại thấy mình ngốc nghếch. Tớ không thể dùng nó mà trả lại cậu thì cũng khó. Cho nên không sao đâu, nó có ích cho người khác là được rồi. Hôm nay tớ đến gặp cậu để nói lời tạm biệt. Tớ đã xin nghỉ làm ở Mọt rồi. Ngày mai tớ sẽ vào Nam. Cậu đi may mắn nhé. Ba chấm này. Tớ có tình cảm với cậu là thật lòng. Tớ không có ý lừa dối hay là... Tớ biết là cậu thật lòng. Nhưng thật lòng mà làm tổn thương người khác thì tớ không cần. Mai này chắc khó gặp lại. Chúc cậu bình an nhé. Thôi, tớ phải đi đây. Tạm biệt.